làm cho bọn trong thôn không đầy đủ bắt cả cài quá. Cái này mình lên gì vậy? Nè con câu dịch nè, mấy con xong nói lại con đi. Dễ cười, bà vui tết là được ăn thịt kho vậy chứ cũng kẹo lên xuất sắc lắm luôn á. Má ơi, này mình ban cho anh gì vậy? Còn thịt kho dịch đó. Còn không? Ô là là. Má ơi, đang bãi trời, đừng nói ba thịt kho dịch nữa nha. Ăn đồ ăn mới rồi nè. Ủa dạ, vậy cho cái gì? À, thịt kho trứng. Khác gì đâu? Hả? Khác cái tên rồi đó. Hả? Nè, đang có gì vậy? Nè, thịt kho dịch nè. Hả? Được hả? Chưa hết hả? Trời ơi, ăn đi, đọc hồi tới 7kg lận. Đọc hồi tới 7kg lận. 7kg? Ừ, có đó không chịu ăn. Chó còn có đi ăn mà. Hả? Đó thịt kho dịch thì có. Đó thịt kho dịch thì có. Hãy cho. Có chó luôn còn mày nữa kìa. Ủa má đang cơm cái gì vậy? Thôi bà không ngủ luôn đi, giờ này mày dậy làm gì nữa? Má ăn cơm thịt heo không dịch tới đây. Mà đang ăn là thịt trọng hồi tắt, rồi bớt ăn cơm thì rồi dữ dàng nghe tay ruộng tái à. Không biết rồi, tắt liền à. Tắm. Cái hồ động vậy cho nó có điên đâu mà vậy. Hả? Quên. Chưa cho bà. Ê à, trời ơi mày đâu rồi trời. Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi. Quá trời. Chuyện thay. Hả? Ôi gì? Alo. Mày đó đây. Hả? Mày đó đây. Chị vẫn chưa chịu thua đâu. Ủa Cam, cưng còn dừa không cho chị xin trái dừa về nấu cơm thịt kho dịch coi. Thịt dạo này mắc quá nên chị mua có 5kg về kho ăn à. Hả? Dừa hả? Nè trời ơi, mới đẻ mấy cái này chị vô coi lấy mấy cái chị lấy đi. Trời ơi, nhà có mấy cục đất trồng được mấy cái dừa vậy, bán được nhiêu em? Chục vòng được có mười mấy 20 ngàn à. À hả? Chứ đâu như ai kia, suốt ngày á đi xin đồ hàng xóm mà còn chê can nữa chị. Hả? Mà hả? Nè cưng thấy không? Con chị nó mới sắm chị điện thoại iPhone 10 của em. Trời ơi nó xịn dữ lắm á. Em giờ em coi bấm điện thoại chị không biết. Hả? À em dân nhà quê mà đâu có xài đâu biết mấy cái đâu chị ơi. Chị hỏi người khác đi. Trời ơi coi thử đi. Đẹp lắm vậy. Bấm cho em 10 có bấm theo giùm chị không biết gì cơ. Trời ơi em nghèo hèn đó sao điện thoại xịn vậy em xài được vậy. Có hai cái. Hả? À trời. Hả? Ủa mà con cưng anh ai được xin gì vậy? Ờ thì con em học sinh trung bình. Trời ơi con chị thì không có gì mà nó học sinh xuất sắc em. Bởi vậy hả, giờ nghỉ hè rồi em. Nghỉ hè rồi mà trường dẫn bắt nó đi học mình chuẩn bị thi quốc tế. Hả? Ủa Tám đó mới vào chơi hả? Con đều thi lại xong chưa Tám? Vậy con học sinh xuất sắc mà con. Nói gì kỳ vậy con? Con nói gì kỳ vậy? Hả? Gì má, nó học sinh giỏi vậy. Nó học trung lớp với con, nó thi lại là như con biết nha. Hả? Chị xin đủ vừa chứ chị. Trời ơi chứ em vừa quá trời vừa rồi. Hả? Nguyên liệu làm chè khúc bạch. Tôi sử dụng set nấu ăn chè khúc bạch của bếp của mẹ. Có sẵn hết trơn rồi, dễ làm hơn trơn. Trong gói đó chúng ta có bảng chỉ hướng dẫn cụ thể luôn. Bởi vì chúng ta chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. Pha các bột lại với nhau. 150ml sữa tươi không đường nè. Nước vô thêm nè. Thêm đường tùy ý nhưng mà có hướng dẫn đàng hoàng luôn á. Tiếp theo là bột bắt lên bếp và nấu thôi. Vậy là xong. Sau khi xong được phần chè thì chúng ta bắt đầu trang trí đó mọi người. Trang trí này tại gian nha. Cái này em thích ăn trái cây tươi, bởi vì em mua thêm trái cây tươi em bỏ vô đó quý vị. Còn này em biết là hạt chia hay hạt é nên bị em không dám nói bậy chúng chữ mọi người ơi. Một ít hạt này có sẵn luôn nè, vậy là xong. Mà ai mà ăn lạnh á thì bỏ thêm một miếng nước đá vô nữa là ngon xuất sắc. Nè má, con làm chè khúc bạch cho má rồi nè, khỏi đòi nữa nha. Chúc
coi thử tôi ăn coi làm sao đây, đẹp đẹp chứ ăn giỡn cho tâm rồi mẹ ơi. Được á, ăn được á, mà mày học cái trên YouTube về mày làm cái gì á? Xuất sắc không? Trời ơi, bếp của mẹ mua vậy cũng làm xuất sắc liền. Tôi tưởng tay giỏi lên YouTube thì mình học. Trời ơi, biết của mẹ nấu ăn bây giờ ngon sao rồi. Ủa má, chợ về rồi hả? Mà em thấy cái gì mà mày còn hỏi? Có mua bánh gì cho con ăn không? Tết như tới nơi thịt heo còn có mà ăn, tiền nó mua bánh. Giỡn hoài, Tết như tới nơi không mua mấy gì lạ. Còn có mua gì không? Củ kiệu. Ờ, Tết ăn củ kiệu ngon. Dưa hấu. Quá đúng Tết. Khô. Tết ăn khô. Đã tao bảo rồi, Tết năm nay heo còn không có mà ăn, tiền nó mua bánh với trà cái. Vậy mà vẫn hoài có sẽ tẩm không. Hả? Quang tay dần lên lên là ra không tin có yêu cầu. Họ kim chỉ của tao đang mai đòi làm kiếm chết. Hả? Đông xuân về hắn tươi nụ cười vui bên cả gia đình. Hình ảnh người chị em phụ nữ trong đây. Ủa mày làm gì cầm tới nước mắm chi vậy? Tao pha để tao tắm cho mày đó. Trời ơi, pha nước mắm để ăn chứ không lẽ để tắm. Nó hỏi vậy cũng hỏi. Hả? Không biết hỏi mày làm dữ trời. Không biết cũng cao gặt nãy giờ cũng chưa xong. Tao đổ được cả chục cái bánh xèo vẫn chưa gặt xong nữa. Đổ xèo quá con đổ với. Thôi chị, để con tự đổ chị nghe. Không muốn đổ được. Làm ơn ngồi yên với lặt cao giùm con. Trời ơi, chị đổ cầu trái nhà của em. Hết làm gái luôn vậy. Hả? Tiên tao mới đổ được món bánh xèo này mày ra ăn trước cho ăn nha. Tao ra ruộng kêu tiếp mày về tao đổ tiếp à. Ở nhà lo giữ nhà giữ cửa đó mày. Má đây đây con biết đòi bán quỷ tai thành đụng cho mày ư. Đổ bánh xèo thôi mà. Ai làm cũng được. Ây da, bà con ơi trái đổ nha. Hả? Bác má ngợp cho má nè. Bắt đó mày gán mày cạp cho nhiều vô. Con với cái ăn không xong phá banh cái đám bánh xèo của tao ghê vậy. Ủa, dạo này sao ăn sầu riêng ấy, tao nhớ mày ghét sầu riêng dữ lắm mà. Thì lúc đầu nghe nó mùi thúi thúi ghê muốn chết luôn. Nhưng mà ăn vô nó ngon, ăn vô nó cũng được chứ ngon á. Nó ngon lắm vậy ăn cũng được thôi. Trời ơi, ngon cho mình ngon má ơi. Ừ, vậy hay lắm. Có cái mặt kìa, cái gì cái mình rách không. Trời ơi, con trái lên được cái đám mặt nạ. Trời ơi, dạo này dưỡng nhan là trời nhan tóc tơ xuống tàn tạo quá trời. Cũng qua của người ta tự nhiên lấy đi làm cái gì bậy bạ chửi tới giờ. Hả? Con trái cũng qua cũng cho nữa mẹ mẫm gì tích lứt mắt luôn đi. Bỏ ý rồi má con đâu rồi con. Nhìn cái ba anh bóc ba chơi nè. Ba chơi hả? Má còn chứ sao kìa. Vô đây ngồi đợi bả xíu đi. Trời ơi anh, vô nè, vô đây con lễ sầu riêng cho anh. Để tao kiếm bả mà trời ơi dạo này cái mặt mày quá trời nghe mày ăn đồ nắng nhiều nhiều đi con. Không biết không ăn sầu riêng thì ăn giải đi. Trời ơi giải này cũng mới mua luôn. Giải trời ơi con mua nha, giải Nhật đàng hoàng đó. Không phải giải Việt Nam, giải Nhật đó. Ừ sầu riêng với giải nó không có đóng miếng nào cho con. Nó trái ruột không à. Trời đất quỷ thần ơi, một tuần qua có 4 trái sầu riêng à. Với 3 cái giải thôi. Vậy mà nó nóng đường nào. Nãy xin má còn trái khổ qua để đắp mặt nạ bả không cho là tức ghê không. Má này không cho khổ qua nè. Thì nè xài thử cái này đi. Chiếc xích từ cao khổ qua xài thử đi con. Dì định mua cho con gì đó. Nhưng mà dì qua dì thấy cái mặt con nát quá. Bây giờ dì cho con ok. Ừ mà mặt nát lắm nha. Mà chút rồi đó bạn này nhét mày đã bớt chút bia lại mày. Hả? Để con xài thử. Keo khổ qua xài thử cái mới được. Thì dịch quá lên tí cần làm gì cân. Còn thơm ngon tròn gì. Ai đắc quỷ thành thiên địa ơi. Thiên trời ăn gì ngon đấy cho con. Ờ chú ăn tụi biết con nói được vậy. Ờ thì ăn gì nhiều vô đi con. Gái lứa dạo này thấy con có da có thịt ra rồi đó. Con gái ăn gì nhiều con gì qua cháy con gì về luôn nè. Hả? Trời ơi tao nói anh đám kìa. Có đứa con gái bỏ bịch con kìa. Trời ơi đầu tóc thì bù xù. Cái mình thì lại như cái lưu. Gái một đứa thì còn biết gì nào mới có chồng được nữa. Thôi ra bà ơi trời ơi dịch dọc người ta chiếc ăn đừng chết. Nhìn nó thôi là muốn ngán thì thôi dịch luôn mà thấy không. Mà thấy khó khăn không kìa, khó khăn không. Người ta ăn người ta mặc thì kệ người ta. Người ta có tiền người ta ăn người ta mới mặc. Chứ đâu ra ốp dơ ốp nhách. Cách lẹp mấy bà. Tao có nói cái gì ở đâu.
thì nhìn mày tròn to ra thì tao chỉ nói mày mập thôi, chứ chừng nào mày tròn to ra tao nói mày ốm tao mới nghiệp, đúng không? Hả? Coi coi ngồi không nó ngồi ốm á. Ốm cho mày coi. Để hai cô dữ lắm rồi nha cô. Trời ơi, hồi nãy giờ hai người lớn lên tán cái vỏ đầu riêng vô mặt của hai cô nha cô. Khỉa gì mà khỉa hoài vậy hả? Đâu có, trời ơi, để cho tao đúng khỉa gì đâu. Tao mới nói mày mập chứ không. Trời ơi, kỳ cục quá, vô vòng em 56 chứ. Hả? Có kìa, trời ơi, anh mẹ nó trời tối ngày khỉa khỉa người ta không có ăn có nhà để chuyện người ta. Ủa? Chứ không phải mấy bà nó không đúng sao? Mày dòm lại mày đi. Có hai con gái con lứa mà thả cửa như mày không? Đúng mày nói thì cái bội gà này nhốt mày còn vừa nữa không chi. Ở đó trời ơi, giảm cân. Hả? Được thôi, thích thì chiêu. Đẹp á, đây không thiếu đâu. Trời ơi. Con gái miền Tây mới lên thành phố, được có mấy ngày nhìn thấy xung quanh. Mọi người chuẩn bị rước đèn chưa? Ừ. Mấy đứa ơi, tụi bay làm đồng đèn trên trung thu chưa? Rồi chứ, trời ơi, chúng ta chưa làm gì? Ờ mà năm nay bà cầm đồng đèn gì vậy? Tao làm rồi nè, trời năm nay vẫn là cái lồng đèn nguyên thủy. Trời ơi, lồng đèn này lồng đèn chơi khỏi mất công luôn, chi cho nó mệt. Tao làm đồng đèn trong vòng 3 phút là nó mới cũng chạy thôi, thôi lồng đèn không sao nè. Mà có điều năm nay làm nhỏ hơn năm rồi. Năm nay mệt quá bây giờ làm đồng đèn nhỏ thôi, chơi tỏi lồng đèn bự nó bự già rồi. Tôi không biết làm đồng đèn anh, trời ơi, có tiền mà mua luôn đèn điện tử chơi cho nó vui. Trời ơi, đâu mà chơi đồng đèn thường nữa. Ôi, có tiền không để dành để xài, có tiền mua lồng đèn không hiểu nổi bài này luôn. Phải chi vào? Vừa lòng cưng chưa? Rồi rồi, biết bà giàu rồi. Nghe mà mắc mệt. Tao mày ngồi gì chỗ chỗ ô vậy, ghê cái gì mày? Đèn nóng lấy gì chơi? Rồi đợi thôi chứ không có cái lồng đèn để chơi, lấy cái gì mà chơi? Vậy sao mày không làm mà mày ngồi đó mày kịch than trời than đất? Không biết làm đâu mà có lồng đèn mà chơi. Vậy sao mày không lấy tiền mày mua cái lồng đèn mà chơi? Có tiền đâu mà mua lồng đèn mà chơi. Vậy mày ngồi đó than thở gì nữa? Trời ơi, mấy chị ơi, em ngồi em đợi cô mi cho lồng đèn cái vàng mà đợi hoài đợi không thấy. Mỗi khi trung thu đến hả, thì nó sắp tới trung thu rồi không hả? Thì còn vài bữa nó tới đó, mày hỏi chi? Để lồng đèn chơi, muốn chơi thì tự làm, ai ở đâu đâu làm cho mày. Thôi nó làm, nó làm đẹp con tự con làm xấu quá à. Thôi đi đừng nói nhiều, mấy người không biết làm thì nói người không biết làm nói đại đi. Ở đây mà ấy làm đẹp hơn đẹp hơn. 21 tuổi đầu có cái lồng đèn không làm cũng được đó làm gì vậy? Mà chưa nắng muốn bể cái đầu đó mày đâu vậy? Con đi đúng chút tự làm lồng đèn không cần mới làm. Khói lắm mà, chưa chắc mới làm được. Trời đất, chê. Đâu, tao tưởng mày biết làm lồng đèn chứ ai về làm cũng đẹp quá đó mày. Mà chị nào đi mua đèn cày về cho trung thu á, nhớ mua tao vài cái nha. Tao cũng mới làm xong cái lồng đèn đẹp. Trời ơi, tao nói nhỏ xìu à, không có đẹp như của mày. Hả? Trời ơi, tao dở lắm, tao làm được lồng đèn nhỏ xíu. Trời ơi, chung xíu à. Trời ơi, nó có được đẹp đẽ nhiều mà người ta. Chơi thì chơi, chơi bàn hai bao nhiêu thôi nha. Quất đó. Mắt cái giống gì thua hoài là tao chơi hết luôn nè mày. Bây giờ tao chơi hết luôn nè mày. Trời ơi, thua hoài mà mẹ cũng muốn chơi nữa hả? Ok, chơi khô xác nha. Ok luôn. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi. Chúng ta là người chiến thắng. Đường đến buồn nào hơn đi.